Xin chào các bạn, chúng ta gặp lại nhau vào lúc 17:30 để đến với chuyên mục bản tin trên kênh Bệnh viện Anh Quân News. Chúng ta vừa trải qua một đêm cực kỳ sôi động với rất nhiều trận đấu bóng đá quốc tế hấp dẫn, một đêm không ngủ với các fan của Man United khi tương lai của Leo Sousa đi đến hồi kết. Cùng với đó là rất nhiều những thông tin chuyển nhượng, chuyển động bên lề của đời sống bóng đá thế giới. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Sousa chính thức chào tạm biệt mọi người bằng bài nói xúc động. Steve Bruce tự ứng cử mình vào vị trí huấn luyện viên trưởng của Man United. Mauricio Pochettino sẵn sàng nhận việc tại Man United. Mourinho được đưa lên mây xanh với quyết định dùng người táo bạo của mình. Lại có bạo loạn diễn ra tại bóng đá Pháp. Ngày tạm biệt và Solskjaer cũng không ngồi phỏng vấn họp báo như nhiều vị huấn luyện viên khác trong quá khứ. Chiến lược gia người Na Uy chọn cách sử dụng kênh mạng xã hội của chính câu lạc bộ và phát biểu để tránh vấp phải những câu hỏi khó của cánh phóng viên. Một số ý chính được tổng hợp lại như sau. Tôi rất tự hào khi được tin tưởng để giao công việc này, bởi đó là một trong những giấc mơ của tôi. Khi bạn từng là cầu thủ, từng là huấn luyện viên đội dự bị, công việc trong mơ tiếp theo sẽ là dẫn dắt đội một. Và tôi đã có được điều đó. Mọi thứ giống như một trái bóng vậy, công việc ấy mang tới sự thú vị từ phút đầu tiên đến cuối cùng. Vì thế tôi muốn cảm ơn các cầu thủ. Họ đều là những con người hàng đầu, có người đến, có người đi, nhưng sự thú vị của công việc này không bao giờ dừng lại. Tôi thực sự hy vọng rằng Man United đã hay hơn so với lúc tôi mới đến đây. Với những người hâm mộ, họ luôn là sự động viên lớn từ ngày đầu tiên tại Cardiff cho đến ngày cuối cùng. Họ luôn là số 1 và chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau. Từ hôm qua tới nay, gần như tất cả những người được coi là ứng cử viên hàng đầu cho chiếc ghế nóng tại Quỷ Đỏ đều đã được xướng tên. Từ Zidane, Pochettino, Luis Enrique, tất cả đều đã xuất hiện trên khắp các mặt báo. Erik ten Hag cũng không phải là ngoại lệ. Mới đây, chiến lược gia người Hà Lan đã lên tiếng về vấn đề này. Tôi không thể làm gì vào lúc này. Chúng tôi đang có một đội ngũ tuyệt vời và hướng đến thành công. Đó là những gì tôi muốn tập trung vào thay vì những tin đồn. Tôi yêu cầu các thủ của mình tập trung tối đa cho Ajax, vì thế bản thân tôi cũng phải làm gương. Tôi nhấn mạnh một lần nữa, tôi không biết bất cứ điều gì, chưa nghe bất cứ điều gì. Vì vậy tôi không có gì phải lo lắng về mọi thứ. Lúc này tôi chỉ muốn tập trung vào Ajax. Không được báo chí đề cập như là ứng viên cho chiếc ghế nóng tại Man United thì thôi chẳng sao, mình tự đề cử bản thân vậy. Đó có lẽ là điều mà Steve Bruce nghĩ trong đầu khi phát biểu với tờ The Athletic ngày hôm qua. Huấn luyện viên mới bị Newcastle sa thải mong muốn ngồi vào chiếc ghế huấn luyện viên trưởng tại Man United vì những lý do sau. Thứ nhất, Steve Bruce tự tin mình có thể trung hòa những cá nhân có tầm ảnh hưởng trong phòng thay đồ của Man United bằng cách quản lý người mềm mỏng của mình. Thứ hai, Steve Bruce cũng từng là một trong những huyền thoại trong quá khứ tại Quỷ Đỏ. Thứ ba, ông cũng khiến cho đội bóng dẫn dắt trước đó xuống hạng hay nằm trong nhóm cầm đèn đỏ. Đó chẳng phải là những gạch đầu dòng khiến ba lãnh đạo Quỷ Đỏ bổ nhiệm Solskjaer trong quá khứ hay sao? Vậy hãy liên hệ ngay Steve Bruce thôi, nhạc laser. Marseille có lẽ là câu lạc bộ đen nhất bóng đá châu Âu lúc này. Trận cầu được coi là tâm điểm của bóng đá Pháp cuối tuần qua giữa Lyon và Marseille đã chỉ diễn ra trong vòng 4 phút. Pepe chuẩn bị thực hiện quả đá phạt góc thì một vật thể lạ đã bị ném xuống sân và trận đấu bị tạm dừng. Đây là một vấn nạn chưa thể giải quyết của bóng đá Pháp khi các cổ động viên vẫn tỏ ra vô cùng quá khích, đặc biệt là trong trận đấu với sự góp mặt của Olympique Marseille. Có tới 3 trên 7 trận sân khách mùa này của Marseille ở Ligue 1, gồm cả ngày hôm nay tại Lyon, đều chứng kiến ít nhất một cầu thủ của đội bóng phố cảng bị các vật thể lạ phi thẳng vào người. Việc cổ động viên quá khích của Lyon ném chai nước vào người Payet có lẽ là cách mà người này muốn kích động thủ quân của Marseille. Hiện Ligue 1 chưa đưa ra kết luận cuối cùng cho trận cầu này. Dạng sáng nay, AS Roma bước vào trận đấu làm khách trên sân của Genoa. Huấn luyện viên Jose Mourinho trong thế bế tắc đã tung vào sân cầu thủ 18 tuổi là Felix Afenagian, dù vẫn còn đó Zaniolo trên băng ghế dự bị. Nhiều cổ động viên của Roma đã chỉ trích vị chiến lược gia người Bồ, thế nhưng chân sút trẻ sinh năm 2003 sau đó đã ghi liền hai bàn thắng để mang về 3 điểm cho đội bóng áo bã trầu. Sau trận, rất nhiều người đã phải ngả mũ tán dương tới quyết định táo bạo của Mourinho trong thời điểm khó khăn. Ông cũng không quên tri ân cậu trò trẻ tuổi bằng việc hứa dẫn cậu này đi mua một đôi giày bóng đá đắt tiền mới, trị giá lên tới 800 đô. Ra mắt các cổ động viên nhà lần đầu tiên tại Premier League, Antonio Conte và các học trò có màn lội ngược dòng thành công để giành chiến thắng 2-1 trước Leeds United. Khó khăn là điều mà chiến lược gia người Ý phải trải qua trước lối đá pressing có hệ thống của đội khách. Conte đã có những phát biểu sau trận đấu như sau. Hiệp đấu đầu tiên, Spurs đã gặp nhiều vấn đề với cách mà Leeds United pressing theo kiểu một kèm một. Tôi đã lo sợ rằng các cầu thủ của tôi không có đủ sức và tinh thần chiến đấu trong suốt 90 phút bóng lăn. Thế nhưng ở hiệp 2, Spurs đã chơi vô cùng tốt, phá vỡ hệ thống của đối phương và lội ngược dòng thành công. Bạn có thể thấy cảm xúc sau trận của tôi để hiểu được tầm quan trọng của chiến thắng này.
người sẽ thay thế Ole Gunnar Solskjaer để ngồi vào chiếc ghế nóng tại Man United đang là câu hỏi nóng hơn bao giờ hết vào thời điểm này. Rất nhiều cái tên đã xuất hiện trong danh sách ứng viên cho vị trí huấn luyện viên trưởng của Quỷ Đỏ, trong đó bất ngờ có sự xuất hiện của Mauricio Pochettino, người tưởng chừng đang ấm chỗ tại Paris với dàn sao hàng đầu trong tay. Tuy nhiên, có lẽ việc Pochettino quay trở lại nước Anh cũng không phải là điều bất khả thi. The Times mới đây đã cho rằng, huấn luyện viên người Argentina tỏ ra rất hứng thú với công việc tại Man United. Pochettino thậm chí đã nói với một vài người bạn rằng ông sẵn sàng nhận lời dẫn dắt Man United vào cuối mùa giải nếu có cơ hội. Thông tin này khiến cho người ta càng có cơ sở để tin vào việc cựu huấn luyện viên của Tottenham đang không thực sự hạnh phúc tại Paris Saint-Germain bởi mối quan hệ không tốt với một vài ngôi sao trong đội. Và đây có thể sẽ là cơ hội dành cho Man United. Với phong độ khủng khiếp ở mùa giải 2021-2022, tiền đạo Mohamed Salah đã phá kỷ lục người đàn anh Didier Drogba để trở thành cầu thủ châu Phi ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử Premier League. Số bàn thắng của cựu tiền đạo người Ai Cập tại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù hiện đã chạm đến con số 108, hơn Drogba 3 bàn và hứa hẹn sẽ còn tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Chứng kiến phong độ quá cháy của người đàn em tại Chelsea, voi rừng Drogba cũng phải ngả mũ thán phục. Nếu như cứ chơi thế này thì cậu ấy sẽ phá sạch mọi kỷ lục của tôi mất thôi, tôi phát khóc mất. Kể từ khi Mo còn ở Chelsea, khi nhìn cách mà cậu ấy tập luyện cũng như những gì mà mọi người xung quanh nói về cậu ấy, tôi đã biết rằng cậu ấy sẽ trở thành một cầu thủ hàng đầu. Cậu ấy chỉ cần thêm thời gian ra sân để chứng tỏ khả năng của mình. Đường đường chính chính là đội trưởng của Manchester United, thế nhưng lúc này Harry Maguire đang phải nhận vô vàn áp lực trong lẫn ngoài sân cỏ. Dường như lúc này ai cũng muốn buông lời chỉ trích cầu thủ cho sướng mồm vậy. Rio Ferdinand là cái tên mới nhất gia nhập làn sóng này. Hiện Maguire không sở hữu tinh thần và trạng thái tâm lý tốt, cậu ấy nên ngồi ngoài để lấy lại khát khao và động lực thi đấu. Tôi đã nói chuyện với Gary Neville, chúng tôi có cùng quan điểm về việc này. Maguire cần quãng nghỉ để lấy lại những gì tinh túy nhất. Nếu cậu ta tiếp tục đá chính, tôi nghĩ Maguire sẽ chẳng cải thiện phong độ. Một khi cậu ấy duy trì quyết tâm cao để giành lại vị trí chính thức, tôi nghĩ mọi thứ sẽ khác. Nếu các bạn còn nhớ, tại kỳ Euro 2020, Renato Sanchez là một trong những ngôi sao đội tuyển Bồ Đào Nha. Sức mạnh và tốc độ là điều mà cựu tiền vệ của Bayern đã thể hiện mỗi khi có cơ hội vào sân. Rất nhiều câu lạc bộ lớn trên thế giới muốn sở hữu chữ ký của tiền vệ hiện đang chơi cho Lille. Thế nhưng kỳ chuyển nhượng khép lại mà không có bất kỳ thương vụ nào diễn ra. Mới đây thì đích thân Renato Sanchez đã lý giải về mùa hè với nhiều biến cố vừa rồi. Tiền vệ người Bồ cho rằng nếu không phải vì chấn thương thì anh đã chuyển sang khoác áo đội bóng chủ sân Camp Nou. Thật đáng tiếc cho Sanchez khi cứ phải sau một giải đấu lớn của đội tuyển Bồ Đào Nha thì tiền vệ này mới thực sự gây được tiếng vang. Thôi thì lại hẹn anh vào mùa đông năm 2022, thời điểm mà World Cup trên đất Qatar vừa kết thúc vậy. Có lẽ đa số các khán giả đều cho rằng quãng thời gian tại Barcelona là một giai đoạn thất bại trong sự nghiệp của tiền đạo Antoine Griezmann. Thế nhưng có vẻ như Griezmann thì lại không nghĩ như vậy. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Telefoot, số 8 của Atletico đã có cơ hội trải lòng về 2 năm khoác áo Barca. Tôi nghĩ rằng quãng thời gian của mình tại Barcelona không phải là thảm họa, bởi tôi đã ghi gần 20 bàn trong mỗi mùa. Với tôi, việc được khoác áo Barca là một niềm tự hào vô cùng lớn, tôi đã có những ngày tháng rất hạnh phúc ở đó. Bên cạnh tôi là những người đồng đội tuyệt vời và tôi cũng học được rất nhiều từ các huấn luyện viên, kể cả trong thời điểm mà tôi không được thi đấu hay khi mà mọi việc dần trở nên khó khăn hơn. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng bản tin tối trên kênh Biện Viên Anh Quân News. Chúc mọi người có buổi tối hạnh phúc bên gia đình và người thân.